xin chào anh Nam. Em chào biết em. Anh qua bên kênh YouTube á, là về bất động sản kinh doanh, cho nên hôm nay em gặp anh em muốn tìm hiểu rõ hơn là có nhiều người đầu tư kinh doanh bất động sản á, nhưng mà có người thì rất là thành công nhưng có người thì lại bị thất bại. Thì hôm nay em gặp anh để cho anh cho em hiểu được, anh giải thích cho em để em hiểu được là tại sao họ lại thất bại trong việc kinh doanh bất động sản. À, cụ thể là cái mô hình kinh doanh bất động sản gì em không biết không? Ví dụ như là giống như là họ muốn là tìm hiểu được một cái khu tiềm năng và khu du lịch để họ phát triển về một khu resort, hay là họ muốn đầu tư để làm giống như khi mà đầu tư về dạng nhà phố này kia. Ví dụ như là vậy. Ok. Rồi xin chào tất cả các anh chị em. Chào mừng các anh chị em đến với một cái video vô cùng đặc biệt ở một cái không gian vô cùng đặc biệt ở bên cạnh một cái bạn gái cũng rất đặc biệt, đúng không ạ? Cảm ơn Nguyên rất nhiều về một câu hỏi rất là hay. Cũng có lẽ là cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi của rất là nhiều người khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về đầu tư bất động sản, hoặc là muốn kinh doanh bất động sản, hoặc là muốn tìm cho mình một cái nơi để mình nghỉ dưỡng hoặc là để ở, đúng không? Thì bất động sản là một cái lĩnh vực mà rất là nhiều người đã thành công ở trong cái lĩnh vực này, họ kiếm được rất nhiều tiền từ cái lĩnh vực này. Nhưng có rất là nhiều người họ thất bại bởi vì là những cái lý do mà một lát nữa anh sẽ chia sẻ. Nhưng mà có nhiều mô hình khác nhau, trong đó là có mô hình đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, mô hình đầu tư bất động sản nhà ở, mô hình đầu tư bất động sản đất nền, hoặc là nhà phố thương mại, hoặc là khu du lịch, vân vân và vân vân. Thì là một lĩnh vực rất là rộng lớn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang ở cái bối cảnh vô cùng tuyệt vời như này, thì anh sẽ chia sẻ cho em được là bất động sản nghỉ dưỡng. Đấy, nên là tên chung như vậy. Thì có rất là nhiều những cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Thì ví dụ chúng ta đang đứng ở đây là núi, thì nó là một cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng núi, đồi, hồ. Đấy là rất là nhiều người đang thích. Và có rất nhiều người họ kiếm được rất nhiều tiền từ cái bất động sản nghỉ dưỡng là hồ, núi, và họ tạo nên được rất nhiều nguồn tiền, dòng tiền đó, và thành công. Nhưng mà có nhiều anh chị em thấy được cái mô hình này nó quá ngon, nghe là kiếm được nhiều tiền. Thế thì bắt đầu cũng đi tìm chơi nơi để mà mình làm bất động sản nghỉ dưỡng. Và có nhiều người thì bị mắc cạn ở những cái nơi mà họ làm bất động sản nghỉ dưỡng. Thì những cái lý do mà họ thất bại, và họ có thể là chưa thành công hoặc là họ thất bại với cái mô hình bất động sản nghỉ dưỡng này. Thì cái lý do thứ nhất ấy, là họ chưa có đi khảo sát mà họ đã mua bất động sản. Đấy. Bởi vì là có thể rất là nhiều người nói rằng cái chỗ này có thể làm được nghỉ dưỡng. Thế chẳng hạn như em đi tìm bất động sản nghỉ dưỡng, thì chẳng hạn như có một bạn môi giới hoặc một bạn nào đó, người nhà, người quen giới thiệu em là cái này là có thể làm được nghỉ dưỡng, rất là tuyệt vời. Và đấy là suy nghĩ của họ. Và nếu như mình là một nhà đầu tư, nếu như mình là một nhà làm kinh doanh bất động sản và làm bất động sản nghỉ dưỡng, thì việc của mình đầu tiên là mình phải đi đến nhiều nơi theo cái chân dung mà mình sẽ tìm. Anh ví dụ như là anh em mình đang đứng ở đây là chân dung là mình đi tìm bất động sản núi, view hồ, view hồ, rồi là view suối, view xác. Thì khi mình đi tìm đấy thì mình đến những cái nơi mà họ đã từng làm du lịch. Ví dụ như là du lịch ở những cái khu chẳng hạn như là hồ núi Cốc, hoặc là du lịch hồ Tà Đùng, hoặc là du lịch hồ Tuyền Lâm, để mình xem được là cái những cái khu du lịch lớn đấy họ làm thì họ làm như thế nào và tại sao họ lại làm ở đấy. Thì cái việc đầu tiên là mình đi đến những nơi đấy trước. Chẳng hạn như trong cái hành trình mình đi khảo sát như này, mình sẽ đến rất là nhiều những cái nơi mà có du lịch như thế để mình tìm hiểu. Và đấy là những người họ đã có kinh nghiệm rồi. Đúng không? Đấy. Thì mình tìm những cái người đấy, mình xem họ làm như nào. Đó. Và sau đó mình sẽ vẽ ra cái chân dung cái bất động sản mà họ làm. Sau đó thì mình đi khảo sát ở nhiều nơi, có thể là ở khu vực đấy hoặc là ở những khu vực khác. Mình sẽ tìm hiểu ở trên internet trước để mình có thể biết được là những cái chỗ nào sẽ có đúng cái chân dung đấy để mình tìm hiểu. Rồi. Cái thứ hai là mình phải gì ạ? Mình phải tìm thật nhiều bất động sản để mình có được cái điểm mạnh, điểm yếu của từng bất động sản khác nhau. Đúng không? Đấy. Và cái thứ ba nữa là khi mình tìm hiểu thì mình phải tìm hiểu những yếu tố nào là quan trọng, đặc biệt là bất động sản núi, bất động sản nghỉ dưỡng. Có nhiều anh em đi vào tìm, mình nhìn thấy quả đồi này, ví dụ như quả đồi rất là đẹp,
Nhưng mà ở đây chúng ta không thể nào là xây dựng được. Yeah. Bởi vì nó chỉ là đất rừng hoặc là đất trồng cây lâu năm, hoặc đất trồng cây hàng năm, thậm chí có những nơi là trồng lúa. Và đối với lại pháp lý của những bất động sản này thì mình không được xây dựng lên. Yeah. Và nếu mình xây dựng lên lên đây thì là mình bị vi phạm pháp luật về các cái mục đích sử dụng của mình, nó sai mục đích sử dụng. Đúng không? Thế pháp lý là cái đầu tiên. Chỗ đó có thể là xây dựng được không? Chỗ đó có thể làm được khu du lịch không? Yeah. Mình làm tư nhân hay là mình phải xin làm dự án? Nhưng mà như bây giờ mình cứ đến chỗ này nhìn rất là đẹp, nhưng mà nó là đất rừng trong cái diện mà nhà nước người ta kiểm soát và quản lý. Yeah. Mình không thể nào làm được. Yeah. Thì mình phải xem cái pháp lý của cái miếng đất đấy, cái thủ tục. Nếu như mà đất mà pháp lý chưa đủ thì hỏi rằng là mình có làm được không? Mình có xin được quy hoạch không? Yeah. Mình có thể là chuyển đổi công năng của nó được không? Yeah. Có thể xin được dự án không, nếu mình xin dự án? Yeah. Đúng không? Đấy, nếu là tư nhân thì nó phải đủ các điều kiện để làm, còn nếu mà xin dự án thì phải đủ điều kiện để xin dự án. Yeah. Nó phù hợp với lại chủ trương chính sách của chính quyền địa phương nữa. Đúng không? Yeah. Đấy là cái quan trọng về pháp lý. Yeah. Cái thứ ba đó là cái vị trí, cái bất động sản mình tìm được rồi thì mình phải xem được là cái công năng sử dụng của nó có làm được không. Yeah. Ví dụ bây giờ một cái bất động sản, anh chị em có thể nhìn xung quanh đây. Anh chị em có thể nhìn xung quanh đây. Đây là một cái bất động sản mà họ đang làm một cái gọi là quán cà phê view, à toàn cảnh. Đấy, các anh tự nhìn xung quanh, cảnh rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Bên kia là một cái hồ. Đấy, một cái hồ rất là đẹp, rộng. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi, núi, cảnh cây xanh rất là đẹp. Và nếu như mà ở chỗ này thì ta nhìn thấy được ở đây là người ta thiết kế ra một cái vị trí nó cạnh với con đường, nơi mà mọi người có thể dừng chân được để nghỉ ngơi. Yeah. Đúng không? Để có thể uống cà phê, để có thể là check in chụp ảnh với những cái chỗ như này cực kỳ đẹp. Yeah. Em có thấy em thích ở cái chỗ này không? Em rất là thích luôn á, khi bước chân tới đây em rất là thích. À. Bởi vì sao? Em nhìn thấy cái không gian của nó nói chung là thoáng là và nó có những cái cảnh đồi view nhìn rất là thú vị. Ừ. Cho nên là mỗi khi mà đặt chân tới đây là em rất là thích. Ừ. Cho nên hôm nay em gặp được anh Nam ở nơi này á. Ừ. Em hỏi xem ý kiến của anh, nếu mà nơi này mà nếu mà tiềm năng phát triển á, thì nó như thế nào? Đấy, đúng rồi. Thì cái này là một cái gọi là yếu tố về mặt công năng sử dụng, và cái vị trí của nó có đủ cái công năng sử dụng để mà làm bất động sản nghỉ dưỡng. Thế ví dụ ở đây là tiếp giáp mặt tiền đường này. Yeah. À, thứ hai nữa là cảnh quan rất là đẹp, đúng không? Yeah. Không khí, cảnh quan, ánh sáng. Anh em có thấy được là ánh sáng rất là đẹp không ạ? Rất là đẹp. Và một người bình thường như em và mình đi đến đây mình cảm thấy thích thì yeah, đấy chính là nó có khả năng làm được và có khả năng là phục vụ được cho khách hàng. Yeah. Thì đấy là người ta gọi là vị trí nó rất là thuận tiện về mặt giao thông, vị trí nó rất thuận tiện để có thể triển khai thành một cái bất động sản nghỉ dưỡng như này, check in rồi nghỉ dưỡng như này. Đấy. Rồi cái thứ tư mà cái sai lầm của rất là nhiều người khi chọn, bởi vì họ không chọn đúng được cái vị trí như này. Họ đến mua một miếng đất nhưng mà không có công năng sử dụng. Yeah. Một miếng đất không có view, một miếng đất không có tiếp giáp mặt tiền đường. Yeah. Một miếng đất mình đến nơi không cảm thấy ánh sáng của nó, nó không làm cho ta có cảm giác muốn dừng lại. Yeah. Thì đấy là cái lý do. Và ví dụ như là mình đi đến một cái chỗ mà nó là hang cùng chẳng hạn. Yeah. Đúng không ạ? Mình vào đến nơi nó không có cái ý gì. Nếu mà để trồng cây hoặc là để mà trồng rau hoặc để trồng cà phê thì ok, nhưng mà để làm du lịch thì phải có một điểm nhấn. Yeah. Thì nhiều người bị sai lầm ở chỗ là nhìn thấy nó có thể có view nhưng mà hệ thống giao thông không được. Yeah. Không vào được thì không có thể đi tham quan được. Yeah. Đấy là cái mà sai lầm của rất nhiều người. Rồi cái tiếp theo là họ không tính toán được cái mức chi phí. Yeah. Để mà làm lên một cái khu du lịch hoặc làm lên một bất động sản nghỉ dưỡng. Yeah. Ví dụ như là bây giờ cái miếng đất này mình mua là 10 tỷ đi. Sau đó thì mình phải nâng cấp, mình phải sửa chữa, mình phải làm hạ tầng, mình phải trang tiện để phục vụ cho khách hàng. Yeah. Làm mọi thứ. Thì bây giờ ví dụ như mình làm xong hết khoảng 20 tỷ. Yeah. Thì một là mình đầu tư để mình khai thác kiếm ra dòng tiền. Yeah. Hai là mình đầu tư để mình gì ạ? Mình bán luôn. Thì nếu mình đầu tư để mình khai thác ra dòng tiền thì có khả năng làm dòng tiền không? Đúng không? Và chi phí tổng như thế thì bao nhiêu năm thì mình đạt lợi nhuận? Cái tiếp theo là cái chi phí như thế, nếu mình bán luôn thì bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mình sẽ đạt được trong bao nhiêu lâu? Yeah. Có nhiều khi mình làm một cái chỗ
khu du lịch này nhưng mà mình làm mình không có thu được tiền mà thậm chí là mình không bán được luôn. Yeah. Bởi vì mình đã sai lầm trong việc lựa chọn vị trí. Và bây giờ mình lại sai lầm thêm một cái vấn đề nữa là không tính toán được con số và không tính toán được cái chi phí cho cái việc xây dựng một cái khu du lịch, một cái khu bất động sản nghỉ dưỡng như thế này. Thì đấy là cái sai lầm về mặt mà chi phí không kiểm soát được. Đấy. Rồi sau khi mình làm xong mình phải kiểm soát được chi phí. Liệu có ai đến đây để phục vụ không? Và có ai để đến đây để phục vụ người người ta đến đây không? Đúng không? Nếu như mà nó ở quá trong sâu ở trong một khu rừng thì nó có điểm nhấn hay không? Mình có khả năng làm marketing để mà có thể dẫn người ta đến hay không? Đấy là cái vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như là về marketing và bán hàng. Những sai lầm. Khi họ làm đến nơi họ bảo ui cứ mua đi xong mà họ không tính toán được các cái vấn đề liên quan đến marketing và bán hàng. Thì trong marketing và bán hàng nó có một cái gọi là thông điệp truyền thông. Thì một bất động sản nghỉ dưỡng nó phải có một cái thông điệp truyền thông nào đó dẫn để có thể làm được marketing. Thì sai lầm trong việc lựa chọn dẫn tới là không có một cái thông điệp truyền thông nào. Hoặc là khi mà mua bất động sản đấy không biết cách làm cho nó đẹp lên hoặc là làm nào đó để cho có thể có cái thông điệp. Chẳng hạn như anh đầu tư một bất động sản nghỉ dưỡng thì anh sẽ làm là ví dụ như là anh sắp làm một cái vườn hoa để cho giới trẻ, để cho những người đam mê về khí hậu mát mẻ và cảnh quan đẹp và vườn hoa để check in. Đó. Thì anh làm gia tăng giá trị cho bất động sản đấy thì anh sẽ bán bất động sản đấy đi với giá trị dòng tiền mang lại và cái giá trị gia tăng của bất động sản đấy thì nó mới mang lại hiệu quả cao. Còn nhiều khi mình mua xong mình không có làm gia tăng và thông điệp truyền thông của mình không có thì rất là khó để có thể làm marketing được. Đấy là những cái yếu tố nó rất là quan trọng trong cái việc mà mình đi đầu tư một bất động sản nghỉ dưỡng. Thì đấy chỉ là một phần trong các yếu tố đó, còn rất là nhiều các cái sai lầm của rất là nhiều người khi mà đi đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Đấy, thì chia sẻ với em như thế. Thì nếu như mà cái video này nó có ích với lại tất cả các anh chị em ở đây thông qua câu hỏi của em Nguyên đây, thì anh chị có thể là comment cái điều mà các anh chị chia sẻ ở phần bên dưới cái video này, hoặc là anh chị có thể là chia sẻ những điều mà anh chị thấy được cái nội dung của video. Nếu như mà anh chị thấy hay thì anh chị bấm vào nút like cái video này. Nếu anh chị mà chưa đăng ký kênh YouTube của tôi thì anh chị hãy bấm vào nút đăng ký và nhớ là bật quả chuông thông báo lên để lần sau mỗi khi tôi lên một cái video thì anh chị sẽ nhìn thấy video của tôi và chúng ta sẽ có cơ hội được tương tác với nhau, được chia sẻ với nhau, được học hỏi lẫn nhau để chúng ta có thể cùng nhau đến với lại đích thành công. Xin cảm ơn Nguyên với một câu hỏi vô cùng tuyệt vời và xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Nếu như chúng ta cùng chào các anh chị em đến từ kênh YouTube của Phạm Văn Nam. Xin chào.